thì em sẽ xả kho rất chi là nhiều các mã máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V các bác nha. Hôm nay thì các bác có thể tham khảo cho em này ba cái mẫu sản phẩm này, hàng công tắc đuôi và hàng công tắc bóp chuôi dài, mẫu nào cũng đều rất chi là đẹp và chắc chắn các bác ạ. Đầu tiên các bác tham khảo cho em, đây là một bộ máy mài công tắc đuôi này, máy màu đỏ như thế này rất là đẹp luôn, hàng chính hãng của Linon nha. Với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về đây ạ, sẽ có này một máy này, trong này thì sẽ có phụ kiện đi theo nhá. Ở đây thì sẽ là có một cái ốp bảo vệ lưỡi này và một cái tay mở lưỡi như thế này luôn. Đấy, máy đi theo là có ốp bảo vệ lưỡi và tay mở lưỡi nha. Máy thì xài là công tắc đuôi cho nên là dùng rất là bền công tắc luôn. Ở đây hai bên sườn thì sẽ có hai cái miếng đỏ này này các bác này. Và các bác có thể thi thoảng mình tháo hai cái miếng này ra mình có thể vệ sinh máy móc được. Đó, cái này các bác có thể tự vệ sinh máy móc được nha. Dùng thì rất là thoáng, không có bị lắng máy nha. Máy thì là máy một tấc như thế này này, hàng chính hãng và ngày hôm nay thì với mức giá siêu rẻ luôn. Hôm nay với mức giá chỉ có là 350.000 thôi, em sẽ hỗ trợ bao ship về tận nhà cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Hôm nay nếu mà bác nào anh nào lên đơn mã này thì hãy gọi cho em là máy mài điện chuôi ngắn loại công tắc gạt đuôi. Các bác cứ gọi cho em là máy mài điện màu đỏ công tắc đuôi nha. Giá cho em là 350 thôi này, 350 vậy em bao với ship. Còn bên này thì sẽ là máy chuôi dài các bác này. Bên này thì sẽ là những cái mẫu máy mài chính hãng của Matula đây ạ. Đây, thiết kế là logo dập nổi trên máy luôn. Hàng này sẽ là chuôi dài. Chuôi dài công tắc bóp này ở đây thì có chốt hãm nhá. Chổi than bên ngoài này, các bác tự thay than rất là dễ luôn. Máy này là máy một tấc luôn. Và với cái bộ sản phẩm này thì khi mà các anh nhận về trong hộp máy sẽ có đầy đủ nhá. Sẽ có cái mẫu này thì sẽ được tặng thêm một đôi chổi than dự phòng này các bác. Có tay cầm mở này. Đây, ốp bảo vệ lưỡi này, có tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi nhá. Đó, với cái bộ sản phẩm này thì rất là đầy đủ và còn có cả phiếu bảo hành chính hãng của công ty nữa. Madula thì là thương hiệu con của công ty Hukan các bác ạ. Hàng công ty, hàng chính hãng nên là các bác xài cực kỳ là yên tâm về chất lượng. Và riêng cái mã sản phẩm này sẽ có thể điều chỉnh này 6 tốc độ nhanh chậm như thế này. Máy chuôi dài công tắc bóp này sử dụng điện trực tiếp 220V và công suất cực đại lên tới là 930W. Hôm nay nếu mà bác nào chốt đơn mã sản phẩm này, các bác lên đơn gọi cho em là máy mài chỉnh tốc Madula với mức giá em bán tặng chỉ có 370.000 đồng thôi nha. Còn bên này thì sẽ là cái mẫu máy mài của Hukan nhé. Cái đợt này em về Hukan, cái mẫu này là màu xám xi măng này, công tắc gạt đuôi này. Công tắc gạt đuôi thì các bác dùng bao giờ cũng rất chi là bền công tắc, hàng logo dập đổ như thế này cho em. Đây, cái mã này thì đi theo cũng có đầy đủ phụ kiện đây ạ. Đấy, trong hộp là các bác nhận về là sẽ đầy đủ như thế này nha. Ở đây sẽ có một cái tay mở lưỡi này, có một đôi chổi than dự phòng nhá, có phiếu bảo hành chính hãng như này luôn, có một tay mở này và một ốp bảo vệ lưỡi như thế này nữa. Đấy, bây giờ quay sát màn hình vào đây để cho các bác nhà mình nhìn thấy rõ này, cái mã sản phẩm này thì sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn. Đây các bác nhìn này, cái logo dập nổi như thế này nhá. Đó, logo dập nổi trên máy như thế này luôn cho em. Máy thì sẽ là máy một tấc này, thiết kế là màu xám xi măng, cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Công tắc gạt đuôi này, siêu bền công tắc luôn nha, hàng chính hãng của Hukan. Và với cái sản phẩm này thì sẽ có công suất đây ạ. Công suất là 800W này, sử dụng điện trực tiếp 220V. Vòng tua sẽ là 11.000 vòng trên 1 phút nhá. Hôm nay nếu mà chốt đơn cái mã này, các bác gọi cho em là máy mài điện của Hukan màu xám công tắc đuôi. Hay là các bác gọi cho em là máy mài điện Hukan màu xám công suất 800W. Giá chỉ có 450.000 thôi các bác nha. 450.000 thôi để các bác có thể sở hữu ngay một bộ máy cắt cầm tay hàng công ty, hàng chính hãng của Hukan như thế này. Cực kỳ là xịn sò luôn, ok và giá rẻ. Bác nào ưng thì mình nhanh tay nhá. Rất là nhiều mẫu như này, các bác có thể lựa chọn tùy theo túi tiền. Mình có thể mua loại đắt tiền hay loại rẻ tiền là sẽ tùy theo từng nhu cầu sử dụng của các bác. Đấy, còn bên này thì em sẽ giới thiệu tiếp cho các bác. Đây sẽ là cái bộ bơm lốc của Hukan. Đây này các bác này, cái bơm lốc của Hukan nó sẽ có máy như thế này nhá. Và sẽ có dây bơm này. Đấy, dây bơm, dây sạc là đi theo như thế này. Cái này thì các bác gọi cho em là bơm lốc Hukan loại hộp vải. Khi mà các bác dùng xong nó sẽ có một cái hộp vải như thế này để mình cho máy vào đây mình cất đi. Đó, cái máy này thì nó đã đầy đủ hết rồi. Trong máy là đã có sẵn cả pin cho các bác rồi nhá. Và cứ thế này là các bác xài thôi. Và khi nào mà mình dùng hết pin thì sẽ lấy cái dây sạc cắm sạc điện trực tiếp 220V rồi lại dùng tiếp được nha.
Cái này vừa làm bơm nước ô tô này, vừa làm sạc điện thoại được này, rất chi là tiện lợi này. Ok và giá rẻ cho em. Với mức giá có 650 thôi các bác nha. 650 thôi, được hỗ trợ bao ship luôn. Lên đơn các bác gọi cho em là bơm lốp Huka loại hộp vải, giá 650 này. Còn bên này thì em sẽ giới thiệu các bác là những cái túi đựng đồ ngài. Túi đựng đồ ngài của bên em thì phải nói rằng là cực đẹp luôn, cực kỳ là xịn sò luôn các bác nhá. Đây, cái túi này là chất liệu vải bố Mỹ cao cấp này. Đấy, thiết kế thì là sẽ có hai cái dây xách tay như thế này. Đây, các bác nhận về là có hai dây xách tay, một dây đeo vai nhá, có rất là nhiều ngăn luôn. Trong này có một ngăn to, và trong cái ngăn to này nó sẽ có một ngăn phụ đây này. Đấy, một ngăn to và có ngăn phụ bên trong nhá. Mặt trước như thế này, có hai ngăn kéo khóa ở mặt trước này. Cái khóa này sẽ là cái củ khóa đồng nhá, rất chi là to, kéo rất là nhẹ luôn. Mặt trước hai ngăn kéo khóa này, mặt sau là cũng có hai ngăn kéo khóa như này luôn. Bên sườn là mỗi bên một ngăn kéo khóa nhá, bên sườn mỗi bên một ngăn kéo khóa. Cái đáy túi thì được đan dây như thế này. Đó, rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn cho em. Nếu mà hôm nay bác làm một chốt túi đựng đồ này, các bác lấy túi size chung giá là 230, còn túi size đại thì giá là 260 nhá. Em sẽ hỗ trợ bao ship luôn. Nếu mà các bác lấy túi size chung thì sẽ có kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20 cm. Còn túi size đại sẽ có kích thước là cao 32, dài 48 và rộng 22 cm. Chất liệu túi phải nói rằng là cực kỳ là đẹp luôn, bao bền, bao đẹp và bao rẻ cho tất cả các bác nha. Chất liệu là vải bố Mỹ cao cấp đấy các bác ạ, sử dụng rất chi là bền luôn. Với những cái chiếc túi đựng đồ nghề như thế này, các bác có thể sử dụng đựng đồ cho các bác thợ đi làm, hay là gia đình đi du lịch nghỉ mát mình có thể đựng quần áo đi chơi cũng rất chi là tiện luôn. Ngoài ra thì các bác có thể tham khảo thêm cho em những cái bạt vệ sinh máy lạnh như thế này. Đây là cái bạt vệ sinh máy lạnh này, các bác nhìn cái hình thức này, nó sẽ giống như cái hình ảnh này. Cái này cho cái phần miệng chu này này, miệng chu này nó sẽ là 1m8 các bác nha. Và cái đuôi này sẽ là đuôi 2m rưỡi này. Đấy. Cái bạt vệ sinh đây, máy lạnh đây. Đấy các bác nhìn nó sẽ là như này. Đấy, đây cái miệng chu đây này. Sẽ có một cái miệng chu này kéo dài hết cỡ sẽ là 1m8, cái này các bác sử dụng để vệ sinh điều hòa máy lạnh nhá. Cái chu này kéo dài là 1m8 nhưng mà nó sẽ là chu, cho nên là các bác kéo dài đến cỡ nào thì nó sẽ giãn ra đến cỡ đó. Cho nên là cái này các bác dùng được cho tất cả các loại điều hòa từ 9.000 cho đến 12, 18.000 mình vẫn xài được nhá. Đấy, và cái đuôi là dài 2m rưỡi như này. Khi mà các bác sử dụng để vệ sinh máy lạnh này, các bác chùm cái này vào trong cái mặt lạnh này. Đấy, là rửa máy lạnh thì là cái nước nó sẽ đi vào trong cái túi hứng này và nó ra cái đuôi này, nó thoát ra bên ngoài các bác nha. Đó, cái này để vệ sinh điều hòa máy lạnh mà giá thì hôm nay rất chi là hợp lý luôn. Có 150 thôi. 150 một cái bạt vệ sinh máy lạnh như này em bao ship nha. Các bác nhìn này, cái chất liệu này. Đây là cái mặt trong này, đây là cái mặt ngoài này. Đấy, chất liệu này là chất liệu bạt hàng cao cấp này, rất chi là mềm nhá, dẻo nhá. Các bác dùng bền lắm, nó không có giống như là mấy cái loại bạt kém chất lượng các bác mua ngoài thị trường dùng một thời gian nó hay bị lổ. Cái này nhà em đảm bảo bền, đẹp và giá rẻ cho các bác. Mức giá 150 thôi. 150 thôi, được bao ship. Lên đơn các bác gọi treo là bạt vệ sinh điều hòa máy lạnh, giá 150 bao phí ship luôn các bác nha. Hôm nay bên em lại về kho rất chi là nhiều lõi lọc nước đa năng các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà các bác đã quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác nhà mình hai mẫu nha. Đây các bác tham khảo cho em này. Cái mẫu bên này sẽ là mẫu quả đa năng, và bên này thì sẽ là mẫu quả lọc nước của Aqua các bác nhá. Thì với bình thường các bác có thể sử dụng cái mẫu bộ 3 quả hoặc là bộ 4 quả như thế này. Với cái mẫu đa lăng như thế này này thì sẽ đây là bộ 4 quả các bác nhá. Đây là quả số 1 này, quả số 2 và quả số 3. Bác nào mà chốt bộ 3 quả như thế này thì giá hôm nay chỉ có 100.000 thôi là được bao ship luôn. Còn cái quả số 4 là quả RO này thì giá là 200.000. Nhưng mà nếu bác nào mà đi bộ 4 quả luôn thì em sẽ giảm giá xuống, nó chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 thì sẽ là 4 quả, còn 3 quả thì sẽ là 100.000 nhá. Còn cao cấp hơn thì là các bác lấy sang của Aqua nhá. Aqua thì em cũng có bộ 3 quả hoặc 4 quả. Đây là quả số 1, số 2 và số 3 của Aqua. Đấy, Aqua bộ 3 quả thì sẽ là giá 150. Còn nếu như mà Aqua và các bác đi thêm 4 quả như thế này này, các bác cộng thêm cái quả số 4 vào thì các bác cộng thêm là 180 nữa vào cho em. Còn nếu mà các bác mà không mua quả số 1, số 2, số 3, chỉ mua quả số 4 thôi thì giá của nó sẽ là 200.000 nhá. Lên đơn cho em này, những cái lõi lọc nước này này, từ lõi đa năng này cho đến lõi Aqua nó sẽ đều lắp vừa được cho nhau. Đấy, các bác về có thể lắp được tất cả các loại máy lọc nước trên thị trường, từ máy Aqua cho đến Kangaroo hay là Carofi là các bác vẫn cứ lắp vừa. Và cái đợt này thì em sẽ về kho một cái số lượng cực kỳ là nhiều.
với mức giá là ưu đãi đấy ạ. Mức giá này là mức giá em giao xỉ nhá. Nhưng mà ngày hôm nay thì tất cả các bác đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có cơ hội để có thể mua lẻ mà được tính tiền với giá xỉ gót nha. Với cái sản phẩm này thì em giao xỉ cho các bác thợ rất chi là nhiều. Đấy, và hôm nay thì em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt như thế này. Cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình có thể nhanh tay đặt hàng sớm. Mình lên đơn cho em loại lọc nước nha. Loại 3 quả lọc hoặc là 4 quả lọc như thế này. Mức giá siêu rẻ luôn, bao giá toàn thị trường cho tất cả các bác nhà mình nha. Các bác chỉ cần nhanh tay khẩn trương mình có đơn nhá. Hàng siêu siêu giảm giá các bác ơi. Một cái mã máy khoan pin mà sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ và rẻ nhất cho các bác nhà mình. Đây là một bộ máy khoan pin 3 chức năng hàng chí hãng của Mazda. Và cái đợt này thì em sẽ về có rất là nhiều màu nhá. Nó sẽ có màu vàng như thế này, có màu xanh đen như thế này, và có cả màu xanh lá các bác ạ. Đấy, có rất là nhiều màu. Khi mà các bác mua cái sản phẩm này thì bên em sẽ gửi hàng bất kỳ các bác nha. Nếu như mà bác nào mà muốn lựa chọn màu để mình chọn màu theo phong thủy thì các bác nhớ báo nhân viên nhà em khi mình đặt hàng chọn màu cho các bác. Còn nếu không thì lại em sẽ gửi màu bất kỳ. Bởi vì là nó vẫn như nhau, nó chỉ khác màu thôi. Nó vẫn là hàng thương hiệu chính hãng của Mazda. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về này, một bộ sản phẩm thì rất là nguyên đai nguyên kiện các bác nha. Bao gồm này đây, có một thân máy, hai pin và một sạc các bác ạ. Đấy, cái sạc của nó sẽ là hàng sạc adapter như thế này nha. Con máy này thì còn có theo một cái móc theo máy như thế này cho các bác này. Mẫu máy thì phải nói rằng là cực kỳ là đẹp luôn. Tuy nhiên là các bác nhìn cho em, nó sẽ có nhiều model nhá. Ví dụ như cái model con máy này sẽ ghi là 72V này. Đấy, con này thì nó lại ghi là 12V. Đấy, tức là ở cái phần pin này này, nó sẽ có nhiều model. Có thể sẽ là 12V, 72V, 21V hoặc là 36V các bác nha. Nhưng mà các bác đừng hiểu rằng cái V này là vôn nha các bác nha. Tất cả những cái model này dù nó ghi là 12, 36, 21 hay 72, thậm chí đến 100, 1000 thì tất cả nó vẫn sẽ đều là pin 21V. Đấy, pin này sẽ là pin 21V và dòng pin 5 cell các bác ạ. Máy sẽ là máy 3 chức năng cho em đầu kẹp 10 ly như này nha. Đây, rất là khỏe khoắn luôn. Và các bác nhìn cho em cái mẫu máy này, ở hai bên sườn nó sẽ có cái phần mà để các bác có thể gài được hai cái tô vít như thế này. Đấy, để khi mà các bác làm việc ở trên cao ấy, các bác dùng nó rất chi là thuận tiện luôn các bác ạ. Máy và sẽ điều chỉnh được hai cấp độ như này nhá. Hai cấp độ nhanh chậm ở trên lưng máy và sẽ là có 25 cấp độ trượt. Đầu kẹp 10 ly thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Đấy, máy cực kỳ là khỏe luôn. Hàng đa di lăng các bác nha. Có chức năng búa để khoan tường. Nếu mà với cái mã sản phẩm này các bác làm mà mình mua về để xài gia đình thì quá là tuyệt vời luôn. Sẽ làm được mọi việc trong nhà. Và phụ kiện thì rất là đầy đủ như thế này. Trang bị cho các bác là từ A đến Z luôn, không thiếu một cái thứ gì. Và các bác nhớ lưu ý cho em là sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ có nhiều màu. Đấy, màu xanh than như này, màu vàng hoặc là màu xanh lá. Khi mà các bác mua thì em sẽ gửi màu bất kỳ luôn các bác nha. Và hôm nay thì với mức giá rẻ, phải nói rằng là rẻ siêu 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 rẻ, rẻ sập sàn luôn. Với mức giá mà bác nào nghe cũng sẽ cảm thấy là giật mình, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hôm nay thì với một bộ máy khoan pin đa di lăng như thế này mà chỉ với mức giá có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Bình thường các bác ra ngoài thị trường một quả pin này các bác mua đã tầm rơi vào 200-250 rồi. Hôm nay với mức giá 399.000 mà để có thể mua được nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, số lượng hôm nay em còn rất là ít nha. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang muốn quan tâm tìm mua một bộ máy khoan pin ngon bổ rẻ thì các bác đừng bỏ qua mã sản phẩm này. Chốt đơn nhớ liên hệ trực tiếp bên em và đọc cho em đúng tên mã sản phẩm các bác nha. Gọi cho em là khoan pin Mazda 5 cell với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi. Đấy, máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Màu nào cũng như màu nào các bác nha. Đẹp chuẩn chỉnh này, từ A đến Z, từ chất lượng này, từ giá tiền cho đến mẫu mã đều rất chi là ok luôn các bác nha. Số lượng em có khoảng tầm độ vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình nhanh tay là mình có đơn hàng thành công, chậm chân chậm tay thì là hết cơ hội các bác nha. Một mã sản phẩm với mức giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Hôm nay thì em sẽ đại sale cho các bác nhà mình cái lô bộ máy khoan gia đình các bác nha. Hàng chính hãng của Drama các bác ạ. Hàng công ty hàng chính hãng và ngày thật sự luôn. Ngày hôm nay các bác mua được cái giá rẻ hơn cả những cái con máy hàng chợ mà khi các bác mua ngoài thị trường nhá.
Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ trang bị cho các bác nhà mình đầy đủ hết, từ A đến Z không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Đấy, hôm nay là đang có cái chương trình sale giá tặng như thế này. Với những cái mức giá hời như thế này thì các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này, thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể mua được một bộ máy khoan gia đình. Phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí: hàng ngon, bổ và rẻ nhất vị Bắc Bộ cho em. Nào các bác nhìn cho em này, cùng em đi xem đầy đủ những cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những cái gì các bác nha. Khi mà các bác nhận về sẽ là một bộ máy khoan đầy đủ nguyên hộp như thế này nha. Trong này sẽ là có một khoan và một tay cầm. Máy thì sẽ là đầu 13 ly các bác ạ. Bộ máy khoan đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt và có khóa mở đi kèm cho các bác nhà mình luôn nha. Đây, có cả cái khóa mở mũi như này đi theo. Máy thì là sẽ xài là điện trực tiếp 220V các bác ạ. Đấy, con này khoan đầu 13 ly nha. Khoan đầu 13 ly, công suất cực đại này các bác ơi, 1200W. Máy xài điện trực tiếp 220V. Hàng cực ngon. Và giá thì hôm nay là sẽ sale giảm giá sập sàn cho tất cả các bác. Trang bị đầy đủ từ A đến Z không thiếu một cái gì. Đây, ở đây thì các bác sẽ có là một cái búa đóng đinh này, một cái kìm này, một cái mỏ led này. Đấy, kèm thêm sẽ là một cái bút điện như thế này. Và ở đây thì các bác nhìn cho em, sẽ có một cái thước đo ly nha. Và một cái dây khẩu, dây đầu khẩu như thế này. Tiếp theo thì bên trong này thì vẫn còn rất là nhiều. Một con dao dọc giấy, có cả một cuộn băng dính cách điện như này cho các bác nha. Và một cái thước dây này. Đấy, một cái thước đo dây như này cho các bác. Kèm thêm là những cái đầu mũi khoan, mũi tôn, mũi vít. À, cái này thì không có mũi tôn nhưng mà nó sẽ có mũi vít và những cái đầu lối các bác nha. Phụ kiện đi theo còn có một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh và một cái đầu khẩu như thế này. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Với con khoan này thì sẽ có chức năng búa luôn ạ. Trên máy là sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tuổi như này cho các bác. Nếu như mà các bác mua về để mình làm gia đình thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Sẽ làm được mọi việc trong nhà vì máy có chức năng búa để khoan đường. Và trang bị cho các bác đầy đủ những cái bộ phụ kiện như thế này, các bác sẽ làm được tất cả mọi việc trong nhà. Anh em có thể mua về, tham khảo mua về làm gia đình, hay là anh em thợ thuyền cũng vẫn rất là ok và chất lượng. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Ngày hôm nay nếu bác nào mà có nhu cầu một chút đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng, gọi cho em đúng mã sản phẩm nhé. Gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Dorama, loại có phụ kiện nhiều. Và mức giá ngày hôm nay em bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. 450.000 đồng mà các bác có thể tham khảo và mua được một bộ máy khoan gia đình đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đa di lăng như thế này. Hàng ngon, bộ rẻ nhất các bác nhá. Số lượng em có khoảng tầm vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang quan tâm cái thì mình hãy nhanh tay đặt hàng. Một cái mã máy phải nói rằng là cá giá gọi là cực rẻ luôn, và hàng thì sản phẩm cực kỳ là chất lượng luôn. Đây là bộ máy khoan pin 3 chức năng đầu kẹp 13 ly của Mazda, hàng chính hãng luôn các bác ạ. Đầu thiết kế này 13 ly đầu kim loại, các bác lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại nha. Máy thì là sẽ sử dụng motor từ không sổ than này. Đấy, và sẽ có 3 chức năng như thế này. Các bác có chức năng bắn vít này, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Điều chỉnh là 20 cấp độ trượt. Và một bộ sản phẩm thì rất là đầy đủ, hàng nguyên hộp như thế này cho em. Bao gồm một thân máy, 2 pin và một sạc các bác nha. Pin sẽ là pin trâu và pin 10 xe, thiết kế trên pin phổ thông như thế này. Sạc thì sẽ là sạc bàn này. Theo máy còn có một cái tay cầm phụ như thế này cho các bác luôn, cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này cho em. Và đây sẽ là một con máy sử dụng là chân pin thông dụng, cho nên là nếu ở nhà bác nào có pin có sạc rồi mình có thể mua thân máy riêng. Thân máy thì không theo phụ kiện, giá của nó sẽ là 499.000. Còn bác nào chưa có pin, chưa có sạc thì mình mua nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Hôm nay với mức giá em bán tặng chỉ có là 799.000 đồng thôi các bác nha. Được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và nhận hàng thì anh em mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Hàng công ty, hàng chính hãng, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình. Xài ok, thoải mái cho em. Và con máy này em nhấn mạnh các anh này sẽ tương ứng với cái con Mazda 13 ly mà các anh mua ngoài thị trường với mức giá 1.2 triệu đấy ạ. Và hôm nay thì mua được của hàng công ty, hàng chính hãng Mazda, thương hiệu này em bán rất là lâu rồi. Và chất lượng của nó rất là ok này, một cái độ lành tính cao, các bác sử dụng rất là bền và nó ít trục trặc các bác nha.
dài, phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất vịnh Bắc Bộ luôn. Bác nào chốt thì mình hãy nhanh tay đặt hàng lên đơn cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda. Thân máy giá sẽ là 590, thân máy là 499.000, còn nguyên bộ thì sẽ là 799.000 thôi, miễn phí vận chuyển toàn quốc các bác nha. Máy cưa xích pin màu xám hôm nay em còn số lượng rất là ít nha các bác nha. Đây, một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm này, đầy đủ cho em là một thân máy, hai bi và một sạc, có lam và có xích đi kèm như thế này cho các bác. Và trên thị trường các bác mua thì cái mẫu này nó sẽ có loại lam ngắn và lam dài. Tuy nhiên là bên em sẽ gửi cho các bác loại lam dài luôn. Lam này sẽ dài 15cm các bác ạ. Lam dài mà các bác mua được cái giá nhá, rẻ hơn cả lam ngắn luôn nhá. Đấy, cái này có cả sạc này, đi theo nó có cả một cái mở và một cái lọ dầu như thế này cho các bác này. Trời ơi, đầy đủ chưa? Cái này các bác mua về cắt cây, cắt cành thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đấy, em còn số lượng ít lắm. Bây giờ giá thị trường một cái bộ cưa xích này các bác mua toàn 750, 800, thậm chí là 850 luôn. Đấy, bởi vì là một bộ nó theo những hai quả pin 10 xeo, pin cực châu luôn. Pin này sẽ là hàng chân pin thông dụng các bác ạ. Đấy, hôm nay em còn có mấy bộ nữa thôi nhá. Thì là em sẽ sell cho các bác giá nó chỉ còn có là 599.000 đồng thôi. 599.000 đồng mà các bác nhận về nguyên hộp như thế này này. Đấy, nguyên bộ như này có cả hộp đựng máy như này cho các bác nhá. Đấy, giá thì rất chi là rẻ luôn, mà cái đợt này em đang sale giá hời cho nên là các bác nhà mình nhanh tay đi. Cái đợt này có rất là nhiều những cái mã giảm giá nhá. Đấy, nhiều những cái mã mà em giảm, em thanh lý lỗ đến cả mấy trăm nghìn một con máy các bác ạ. Đấy, các bác muốn mua được những cái hàng giảm giá mã rẻ ấy, thì là các bác bấm đăng ký kênh đi nha. Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ bất kỳ một cái video clip nào mà bên em sẽ đăng tải và gửi tới các bác nhiều các mã thanh lý giá rẻ như thế này. Đấy, chốt đơn cái mã này thì các bác gọi cho em là cưa xích pin màu xám. Chọn bộ cưa xích pin màu xám, giá chỉ có là 599.000 đồng thôi, rẻ ơi là rẻ các bác nha. Hôm nay em sẽ sale cho các bác nhà mình hai cái mã máy khoan pin của Hukan hàng chính hãng. Hai mã sản phẩm cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn các bác ơi, với thiết kế là dòng pin tròn 4 cell nha. Đấy, con máy bên này sẽ là đầu kẹp này và bên này thì sẽ là đầu chuyên vít. Các bác có thể tham khảo và lựa chọn cho em hai mã tùy theo công việc của mình đang cần đến cái mã sản phẩm như thế nào thì mình có thể nhanh tay đặt hàng. Và với cái sản phẩm này ngày hôm nay thì với mức giá gọi là siêu rẻ luôn, và các bác nhìn này, bộ nào cũng đều rất là đầy đủ phụ kiện luôn các bác ạ. Đây, em lên cái mã này sẽ là mã 0445 nha. 0445 thì với thiết kế một con máy khoan pin siêu nhỏ gọn luôn. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly các bác ạ. Đầu 10 ly và đầu kim loại như thế này. Máy có 3 chức năng: chức năng bán vít, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Điều chỉnh sẽ là 20 cấp độ trượt. Và máy sẽ sử dụng là motor từ không trở than. Cái đèn led của nó cực kỳ là sáng luôn, có đèn báo pin luôn này các bác này. Đấy, và sản phẩm này sẽ bao gồm nguyên hộp như thế này cho em. Một thân máy, hai pin và một sạc. Pin sẽ là pin 4 cell như thế này nha. Sạc thì sẽ là sạc bàn. Phụ kiện là hơn 20 chi tiết, mỗi khoa một vít đi kèm. Hôm nay thì em sẽ bán tặng các bác với mức giá chỉ có 699.000 đồng thôi. 699.000 đồng để các bác có thể mua được một con máy khoan pin cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Máy là máy không chổi than nên là rất là tiết kiệm pin các bác ạ. Chốt đơn mã này các bác cứ gọi treo là khoan pin Hukan mã 0445 với mức giá em bán tặng chỉ có 699.000 đồng thôi các bác nha. Đây là dòng đầu kẹp này. Đầu kẹp 10 ly các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Còn nếu các bác mà cần đầu chuyên vít này, các bác lấy cho em mã này. Mã này gọi cho em là vít trượt Hukan nha. Và sản phẩm nguyên hộp như thế này cho em này. Một máy, hai pin, một sạc đi theo, phụ kiện như thế này. Đây, đầu chuyên vít này. Đầu chuyên vít giữ vít cực kỳ là chắc chắn luôn. Và có đèn báo pin này, đèn led cực kỳ là sáng luôn. Máy sẽ điều chỉnh là được hai tốc độ như thế này. Bộ này các bác gọi cho em là vít trượt Hukan với mức giá em bán tặng chỉ có 670.000 đồng trên một bộ thôi. Đấy, đây là hai cái mã sản phẩm máy gọi là hàng ngon, bổ rẻ, hàng thương hiệu chính hãng của Hukan, bao xài cho tất cả anh em thợ làm công trình luôn nha anh em nha. Một con đầu chuyên vít, một con đầu kẹp này, mẫu mã rất chi là đẹp. Và hôm nay thì em về cái số lượng rất là nhiều, cho nên làm với những cái mức giá cạnh tranh nhất, giá rẻ nhất, giá tốt nhất thị trường để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Bác nào mình ưng cái mã nào cái thì mình nhanh tay đặt hàng sớm là có đơn hàng thành công các bác nha. Hôm nay em có một ít máy mài chỉnh tốc nha, thương hiệu chính hãng của Hukan đấy, em sẽ sell cho các bác này. Cái mẫu này nó sẽ là hàng model mới đấy các bác ạ. Máy thì rất chi là đẹp luôn. Đây, sẽ điều chỉnh là 7 tốc độ luôn các bác nhá.
thường những cái hàng máy chỉnh tốc ngoài thị trường các bác mua nó sẽ là điều chỉnh 6 tốc độ, nhưng mà con này cái đợt này ra mẫu mới này là điều chỉnh 7 tốc độ nhanh chậm luôn, và hàng công suất cực đại là 950W, thương hiệu chính hãng của Huka các bác. Đấy, sản phẩm này thì sẽ đầy đủ này, tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi đây. Máy là máy một tấc và thiết kế chuôi dài, công tắc bóp máy cực kỳ là đẹp luôn cho em. Đấy, hôm nay thì em sale giá bán tặng các bác chỉ có 450K thôi. Nó có mấy thùng thôi nhá, có vài chục bộ thôi các bác. Đấy, cho nên là bác là chốt thì mình nhanh tay này. Đặt hàng nhớ đọc cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan. Máy này sẽ xài điện trực tiếp 220V các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 450.000 thôi, giá gọi là giá siêu hời cho em luôn. Còn với những cái hàng máy chỉnh tốc này, cái đợt này em về có cả cái hàng của Marula đây. Đây, hàng thương hiệu chính hãng của Marula thì nó có với cái số lượng nhiều và đang có cái chương trình sale giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, thương hiệu của Marula, máy mài chỉnh tốc chuôi dài như thế này. Đây, cái này thì cũng là một cái con máy chuôi dài công tắc bóp và logo dập lỗ như thế này. Chổi than ở bên ngoài, lay mai các bác tự thay than rất là dễ. Con này thì sẽ điều chỉnh là 6 tốc độ nhanh chậm các bác. Và phụ kiện đây, nguyên hộp này, trong hộp này nó sẽ có phụ kiện cho các bác nhá. Tay cầm, tay mở là ốp bảo vệ lưỡi là sẽ có đầy đủ như thế này luôn này các bác này. Đấy. Và hôm nay thì với mức giá em bán nặng là chỉ có 399.000 thôi. Cái này chốt thì các bác gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Marula nha. Giá chỉ có 399K thôi. Giá rất là rẻ và em sẽ hỗ trợ miễn phí ship các bác. Số lượng là không giới hạn luôn. Đấy, em về một cái số lượng cực lớn. Cho nên là cái mức giá sẽ là mức giá cạnh tranh nhất, rẻ nhất để em gửi tặng các bác. Và đây cũng là một cái mã sản phẩm em chiên bán tặng nữa. Cho nên là các bác chỉ cần nhanh tay đặt hàng sớm để mình có đơn nha. Đấy, và cái đợt này em về có nhiều những cái mã thân đèn giá rất là hời luôn cho các bác này. Đấy, thân đèn và kính hàn điện tử đây. Kính hàn điện tử là giá có 150 thôi các bác. Mẫu mã đẹp như thế này. Đấy, kính hàn điện tử là 150 là em bao ship các bác này. Còn nếu mà các bác lấy mũ hàn nhá, mũ hàn thì sẽ là 350 cho em. Đây, mũ hàn này, mũ hàn điện tử có nút chỉnh này. Mũ hàn là 350, còn kính hàn là 150 thôi. Còn với những cái đèn led này này, cái đợt này em về những cái đèn led của Hukan, chân pin phổ thông các bác nha. Có cổng USB sạc điện thoại được này. Đèn led của Hukan loại 16 bóng hôm nay em sẽ sale các bác giá 195.000. Còn đèn led mà sáng hơn các bác có thể lấy cái loại 48 bóng giá là 330, hoặc là loại 84 bóng thì giá của nó sẽ là 380. Đấy, ngoài những cái thân đèn led ra thì các bác có thể mua những cái thân đèn chiếu xa nha. Thân đèn led các bác có thể mua của Hukan, hoặc là mua cái thân đèn màu đen này này. Cái thân đèn màu đen này, cái đợt này em sale các bác giá sẽ là 150 thôi. Đấy, thân đèn màu đen thì các bác không sạc điện thoại được nhá. Giá sẽ là 150 một cái thân đèn màu đen này, thiết kế là chân pin phổ thông này. Những cái máy bắt ruồi này hôm nay em sale các bác giá là 170 này. Đây, máy bắt ruồi là 170 cho em. Đấy, cái này bác nào nhà có nhiều ruồi thì các bác có thể sở hữu những cái máy bắt ruồi như thế này, xài điện trực tiếp luôn. Các bác về sẽ cắm điện vào, thả những cái mồi thức ăn đường mật vào đây. Đấy, thì là những con ruồi nó sẽ bọ vào đây để nó sẽ kiếm đồ ăn, thì là cái máy nó sẽ quay tròn cái này là nhốt những con ruồi vào trong cái khe này này. Đấy. Thì là bắt ruồi rất là dễ dàng luôn các bác nha. Gọi cho nó máy bắt ruồi. Giá chỉ có 170k thôi. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn và em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Với những cái thân đèn tròn của Hukan đây này, thân đèn tròn của Hukan nó sẽ là cái hàng thân đèn chiếu xa ấy. Đây là cái thân đèn chiếu xa, nó sẽ là cái mẫu đèn như thế này. Thì là hôm nay em sẽ tặng các bác cái thân đèn này, nó cũng là hàng chân bị phổ thông và có cổng USB luôn. Thì giá nó có 170 thôi các bác nhá. Đấy, các bác đều sạc được hai sạc điện thoại đây này. Đấy, 170k. Cái này gọi cho là thân đèn tròn của Hukan nhá. Nó sẽ là thân đèn chiếu xa đấy. 170k giá quá rẻ luôn. Máy khoan pin của Makan hàng chính hãng, hôm nay bên em có cái chương trình sale giá cực rẻ, giá cực hời cho các bác nha. Đây sẽ là những cái bộ máy khoan pin của Makan hàng chính hãng, thiết kế pin 4 cell. Máy sẽ là máy không chổi than các bác ạ. Đầu auto lock 10 ly và có khóa trục như thế này. Máy sẽ có hai chức năng nha, sử dụng chức năng khoan và bắn vít. Và sẽ này điều chỉnh là được 23 cấp độ trượt. Máy thì là máy sử dụng motor từ không chổi than nên là rất là tiết kiệm pin. Và sản phẩm này sẽ theo cho các bác nhà mình nguyên hộp, nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mũi hoa, mũi vít đi kèm như thế này các bác nha. Đấy, hôm nay chốt đơn cái mã này thì các bác gọi cho em là khoan pin Makan 4 cell. Với thiết kế một con máy cực kỳ là nhỏ gọn luôn, hàng công ty, hàng chính hãng. Và hôm nay các bác mua được cái giá sale chỉ còn có giá là 699.000 đồng.
699.000 đồng mà các bác có thể sở hữu về nguyên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Hàng nguyên đai nguyên kiện này, phục vụ cho các bác này đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Mũi khoan, mũi vít, đầu khẩu rồi cả con sâu bắn ốc ở chỗ khó như thế này. Đây sẽ là một con máy khoan pin mà sẽ đáp ứng cho các bác làm công trình thợ tuyển ok thoải mái tuyệt vời cho em luôn. Đấy, nhất là các anh em làm thợ thạch cao này, các anh em cần những cái con máy bắn vít này, khỏe máy, bền pin. Đấy, và đặc biệt nhỏ gọn, làm nhẹ nhàng không bị mỏi tay thì có thể sở hữu cho em cái mã sản phẩm này. Con này đèn nét của nó rất chi là sáng, máy thì là sẽ có đảo chiều và điều chỉnh là được hai cấp độ nhanh chậm trên lưng máy như thế này các bác nhá. Đấy, chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin ma can 4 cell với mức giá em bán tặng chỉ có 699.000. Đây là mã 4 cell. Ngoài ra thì ma can chính hãng còn có cả mã 5 cell, mã 10 cell. Đây sẽ là một bộ máy khoan pin 5 cell của Macan sử dụng motor chổi than siêu mạnh mẽ luôn cho em này. Đấy, cái sản phẩm này thì các bác nhận về nó cũng nguyên hộp như thế này. Có bao gồm một thân máy, hai bi và một sạc các bác nha. Dòng pin sẽ là pin 5 cell và pin 21V. Đấy, con máy này thì nó sẽ to hơn nhá, sẽ to hơn cái con 4 cell này. Và thiết kế là dòng pin như thế này. Đấy, máy các bác có thể để đứng lên như thế này này. Đây, các bác nhìn thấy cái mẫu máy này, cực kỳ là chất lượng luôn. Con này thì ở hai bên nó sẽ có cái chỗ mà để các bác gài vít như này này. Đấy, hai bên là theo hai con vít như này cho các bác. Để khi mà các bác làm việc ở trên cao ấy, mình có thể gài vít vào đây, dùng rất là tiện lợi luôn. Đây. Máy này sẽ là máy 3 chức năng nha. 3 chức năng thì các anh có chức năng bắn vít này, chức năng khoan và chức năng búa để hỗ trợ khoan tường. Điều chỉnh là 25 cấp độ trượt và đầu kẹp sẽ là đầu 10 ly nha. Đầu 10 ly thì các anh sẽ lắp được mũi vít 10 ly đổ lại. Đấy, cái mũi khoan 10 ly á. Và pin sẽ là dòng pin 5 cell này. Pin 5 cell, pin 21V cho em. Bộ sản phẩm này thì sẽ theo đầy đủ cho các anh này, bao gồm một thân máy, hai bi và một sạc. Bộ phụ kiện thì sẽ là hơn 20 chi tiết mũi khoan mũi vít đi kèm như thế này. Đấy, chốt đơn mã này thì các anh nhớ liên hệ trực tiếp bên em và gọi cho em là khoan pin Macan 5 cell loại có chổi than. Đấy, giá rất chi là hời cho các anh ngày hôm nay nha. Do là số lượng trong kho nó còn ít nên là em sale giá rất là rẻ, giá rất là hời, vừa bán vừa cho và vừa cho vừa tặng. Lên là các anh nào mà đang cần, đang quan tâm cái mã nào thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm để có đơn hàng thành công nha các anh nha. Hôm nay em về được một ít pin châu 20 cell hàng chính hãng của Dorama các bác nha. Với thiết kế một quả pin hàng chính hãng và có đèn báo pin luôn các bác ạ. Đấy, có đèn báo pin nha. Pin này sẽ là hàng chân pin phổ thông, hàng chính hãng của Dorama. Hàng công ty hàng chính hãng lên là các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm về chất lượng cho em. Và ngày hôm nay thì sẽ là một cái mã sản phẩm mà em quyết định sẽ tri ân tương tác để bán tặng gửi tới tất cả các bác khách hàng. Ngày hôm nay thì các bác sẽ có cơ hội để mua được một quả pin cực châu, pin 20 cell các bác nha. Thường là các bác mua những cái pin 10 cell, 15 cell là đã là pin châu, pin khủng rồi. Cái đợt này em còn về cho các bác cái pin này là pin 20 cell. Mà giá thật sự luôn là rẻ, chỉ ngang ngửa với cái pin 10 cell mà các bác mua ngoài thị trường thôi. Chốt đơn thì các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 399.000 đồng thôi. 399.000 đồng mà các bác có thể mua được một quả pin cực châu như thế này. Cơ hội ngàn năm có một các bác nha. Pin này sẽ có đèn báo pin cho em này. Đây, có đèn báo pin như này cho em. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nha. Nhanh tay hãy liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể tham khảo và mua được một cái mã sản phẩm cực kỳ là chất lượng và mức giá siêu hời. Đặt hàng các bác nhớ đọc cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là pin 20 cell của Dorama với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Kẹp dòng đa lăng hôm nay bên em lại về rất chi là nhiều với mức giá rất chi là ưu đãi để gửi tặng tới tất cả các bác khách hàng. Hôm nay thì với một chiếc đồng hồ kẹp dòng đa lăng mà các bác sẽ làm được mọi việc, từ đo kẹp dòng này, đo thông mạch, đo tụ, đo trở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng và đo điện đứt ngầm được nha. Sản phẩm này sẽ có theo cho các bác là một cái bao vải để đựng như thế này, rất là xịn sò luôn. Đi theo thì sẽ là một cái bộ này que đo như thế này, que đo thông mạch này. Đấy, và cái que đo này lưu ý cho em nó rất chi là dài và dẻo các bác nha. Và sẽ có một cái dây đo nhiệt độ này, có một đôi bi như này cho các bác nữa. Cái kẹp dòng này thì nó còn có một cái chức năng là chống đo nhầm điện. Khi mà các bác mà có thợ học việc ấy, không may cắm nhầm điện trực tiếp vào đây nó cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu. Khi mà các bác ra ngoài thị trường nha, kể cả các bác mua những cái đồng hồ đến 4 triệu, 5 triệu nó cũng còn không có cái chức năng này.
Hôm nay thì chỉ với mức giá 250.000 đồng thôi, các bác sẽ sở hữu ngay một cái đồng hồ kẹp dòng đa năng và tiện lợi luôn. Đấy thì các bác nhìn cho em ở đây nó sẽ có những cái thông số và chức năng như thế này nha. Sẽ đầy đủ tất cả các chức năng cho các bác nhà mình. Chỉ cần mua một sản phẩm thôi mà mình dùng đã làm được tất cả mọi việc rồi. Các bác làm thợ thuyền này, thợ điện này, thợ điện cơ, điện lạnh, điện tử mình đều có thể là xài. Hay là các bác mà làm gia đình thì quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hôm nay thì với một cái số lượng hàng cực lớn để về sẽ có một cái chương trình tri ân cho các bác. Giá thị trường thì các bác mua toàn 350 đến 400 nghìn thôi. Ngày hôm nay thì em chiên bán tặng chỉ với mức giá 250.000. Cho nên là bác nào mình ưng cái thì mình nhanh tay giúp em đặt hàng, nhớ gọi cho em là kẹp dòng màu vàng với mức giá 250k. Cái này cộng thêm phí ship 30k nữa là các bác chọn bộ là về đến nhà là được miễn ship là 280. Đấy, còn nếu như mà bác nào mà mình đi chung đơn ấy, mình có ví dụ như là mình có những cái đơn nào mà được bao ship rồi thì mình đi thì nó chỉ mất có 250.000 thôi. Giá rất là rẻ nha. Các bác chốt đơn nhớ gọi cho em đúng tên mã sản phẩm, gọi cho em là kẹp dòng màu vàng, giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác ạ. Đợt này em về được một ít máy khoan pin 12V hàng chính hãng của Kutan các bác nha. Một cái mã sản phẩm mà đã được các bác hỏi em rất chi là nhiều luôn. Nhưng mà cái đợt này thật sự rất là cháy hàng, bởi vì là cái sản phẩm này đang được công ty sale giá rất chi là mạnh luôn các bạn. Giá cực kỳ là rẻ luôn, giá cực ưu đãi để dành tặng cho tất cả những bác nào mà mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho em một thân máy này, hai pin và một sạc các bác nha. Pin sẽ là dòng pin 12V, pin tròn chân pin tam giác như này. Và sạc thì sẽ là sạc adapter nha. Máy thì sẽ là máy 2 chức năng các bác ạ. Đây, đây để em sẽ thử máy cho các bác nhà mình xem nha. Với cái sản phẩm này thì các bác sẽ có chức năng khoan và bắn vít này. Đây, máy có 2 chức năng và điều chỉnh 25 cấp độ trượt nha. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly và sử dụng motor chổi than rất chỉ là mạnh mẽ luôn. Nhất là anh em làm gia đình này hay là anh em thợ thuyền mà anh em làm điện tử ấy, sử dụng để có thể là mở ốc tivi này, loa đài âm ly thì quá là tiện lợi, tuyệt vời. Và đặc biệt hôm nay thì giá rất chi là rẻ luôn, với mức giá cực sốc để gửi tặng tất cả anh em mình. Đây, chốt đơn các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan nha. Giá chỉ có 280.000 đồng thôi các bác nha. 280.000 đồng mà một bộ sản phẩm theo những hai pin và một sạc các bác ạ. Thường là một cái quả pin 12V này các bác mua ngoài thị trường đã tầm 120 đến 150 rồi. Hôm nay để với mức giá 280.000 đồng mà các bác nhận về nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như này. Con này thì không thiết kế hộp nhựa nhá, cái hộp của nó sẽ là hộp giấy như thế này để có thể vận chuyển đóng gói đến cho các bác. Và giá thì rất chi là rẻ luôn, chỉ có 280k. Và em nhấn mạnh các bác cái đợt này em về được có 1-2 thùng thôi, số lượng rất là ít. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu cái thì mình nhanh tay đặt hàng sớm đi thì mình có đơn hàng các bác nha. Chậm chân chậm tay là hết cơ hội đấy các bác ạ. Con máy này thì sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho em. Đây các bác nhìn cái mẫu máy đẹp. Sản phẩm bao gồm một thân máy nha, hai pin và một sạc. Rất chi là đầy đủ như thế này, hàng công ty, hàng chính hãng của Kutan các bác ạ. Xài cực kỳ là yên tâm về chất lượng, hàng ngon bổ rẻ nhất vị Bắc Bộ luôn nha. Chốt đơn các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 12V màu đen của Kutan. Và giá em bán tặng chỉ có 280.000 đồng thôi. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho các bác một cái mã sản phẩm này. Đây, ở đây sẽ là những cái súng bắn đinh hạt lổ các bác nha. Cái này đợt này em về được có một thùng thôi, một thùng có 10 chiếc thôi. Cho nên là bác nào chốt mình cũng nhanh tay này. Cái sản phẩm này nếu như mà ngoài thị trường các bác mua toàn 350-400 nghìn. Hôm nay em bán tặng các bác giá chỉ có 250.000 đồng thôi các bác nha. Nó sẽ là hàng nguyên hộp như thế này. Đấy, các bác sẽ có một máy này, có túi lò xo này, có găng tay này, có kính đi kèm đầy đủ như thế này. Hàng chính hãng của Kutan luôn nha các bác nha. Chốt đơn các bác gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ. Giá chỉ có 250.000 đồng trên một bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Cái này em có cả đinh nhá. Cái đinh thì nó không có đi theo máy. Nếu như mà bác nào mình chưa có đinh thì mình có thể mua thêm đinh. Mua đinh này em tính các bác là em bán hộ thôi, em tính là giá 1,5 triệu một cái đinh. Các bác có thể mua 100 cái đinh, 200 cái đinh, hay là thậm chí các bác mua 10 cái đinh, 20 cái đinh em vẫn bóc tách ra em gửi cho các bác được nhá. Đấy, các bác cứ mua về các bác trải nghiệm đi. Và với cái sản phẩm này thì các bác khách hàng quan tâm rất là nhiều đấy ạ. Những bác nào mà đã mua rồi, đã từng sử dụng rồi, các bác đều feedback lại cho em là cái sản phẩm chất lượng rất là tốt. Cho nên là các bác cứ yên tâm luôn, bởi vì nó là hàng công ty và hàng chính hãng. Đặc biệt là cái giá này là giá em bán tặng rất là rẻ luôn, 250.000 thôi. Các bác mua được rẻ hơn so với ngoài thị trường tầm 150 đến 200.000 luôn. Đấy, bác nào chốt thì mình nhanh tay nhé, vì số lượng còn rất là ít. Nhớ chốt đơn gọi cho em là máy bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá cho em chỉ có 250.000 đồng. Nhớ nhé, gọi cho em là súng bắn đinh hạt lổ đi. Súng bắn đinh hạt lổ của Kutan. Đấy, giá 250k thôi các bác, quá là rẻ luôn.